Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để nhận được 500 triệu đồng token iOS. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 2 triệu tỷ, đã có 1.562 tài khoản holder đã phát sinh 3.371 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website lamadrop.net, nên truy cập và nên lấy thông tin mình để ở dưới một tảng video nhé. Sau khi đã vào được video, các bạn kéo xuống bên dưới này giúp mình làm theo hai bước hướng dẫn trên website. Bước 1, sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng bước copy contract nhanh ở đây. Các bạn nhấp OK. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Chuda Labs của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu iOS cho token 18. Các bạn nhấp tiếp theo. Nhấp thêm token của mình. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website lamadrop.net. Và lấy mở đó, các bạn tìm tới bước 2, những cái link rút gọn đây, các bạn nhấp vào link rút gọn đây để chuyển tới cái link website chính và mình cần làm nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ của ta là 0.03 BNB mua cái đồng này, thì bạn sẽ nhận được 5 tỷ đồng token iOS nhé. Nếu bạn cần làm thì bạn nhấp vào phần này, yêu cầu 500 triệu thì các bạn nó có kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nha. Ví ra là 0.000618 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình rồi, các bạn đang xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website lamadrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng tất cần mới nhất được update lên nhau phép hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây có nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những dự án Underdog và đặc biệt sắp kết thúc, nên các bạn vào đây các bạn già lại xem những dự án nào nếu các bạn chưa tham gia thì các bạn hãy nhấp vào nhận token lên để tham gia nha. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách copy contract và quay sang ví MetaMask hoặc ví Chuda Labs, các bạn thêm các thêm contract vào. Nếu bạn đã thêm và đã cần làm rồi thì thôi, còn chưa có thì hãy tìm cách khác để thêm và nhận token nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm nhận được 500 triệu đồng token iOS. Thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.